tôi yêu cái bạn nào mà bảo rằng là 178 người mà chỉ có mấy người like thôi đấy, các bạn đó là không thấy biết trong ngày đấy. Vậy quá, tình yêu sẽ mang ta đến gần Minnesota. Người ta bỏ công, người ta muốn ca sĩ về cũng như cho mình biết tôi, người ta quay phim, người ta đưa lên. Halloween party, because Halloween is my favorite party. It's the only day where you can wear anything. No one can say anything, right? So thank you so much for being here. Tại hôm qua Như Lan hát rất là đông. Hôm nay Như Lan đến đây trời lạnh, trời mưa. Rồi từ lâu hết Như Lan cũng sợ, và sợ cho ban tổ chức, sợ cho tất cả. Nhưng mà hôm nay thấy quý vị đến đây vừa đông, vừa đúng giờ, vừa rất là đầy đủ. Xin quý vị một lần nữa là lớn lên cho mình một tràng tay thật lớn. Thank you so much for making my Halloween party so fun. Bây giờ mặc mấy cái bộ này nhảy cha cha có ok không? Để nó chơi luôn. Không sợ phải không? 6 độ C. Dạ em. Dạ. Em mà lỡ này em quên anh thì bây giờ em cũng nhớ. Anh là một anh đẹp trai dễ thương. Và ban nhạc chăm sóc dữ dội quá nha. Và sau đây qua buổi điểm cha cha, tiếng nhỏ quá hả, thì tiếng nhạc nó ngắt một rồi.
một cái party giữa cái địa ở một cái nhà hoàng bảy tầng trời đó. Slow được không? Hay là quậy nữa? Chắc đâu nữa hả? Cho Như Lan hỏi lại là bây giờ có Như Lan check đồ thì đầy đủ âm nhạc chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà trước khi Như Lan check đồ lại, có ai muốn nhảy không? Có ai muốn cơ hội ôm người đẹp ra sàn nhảy không? Rồi thôi luôn, chơi luôn. Bên đây slow đã quậy quá, không ai chịu nhảy slow hết. Bây giờ là check đồ luôn nha. Is that okay? Yeah. Is that okay for everybody? Yeah, tại vì Như Lan, quý vị biết không, quý vị đến đây là trong một không khí rất là vui. Và sau phần trình diễn của Như Lan cũng sẽ một phần cho quý vị còn nhảy lên tới nóc nhà, ngồi lên nóc nhà luôn. Nhiệm vụ của Như Lan là đưa quý vị lên tới nóc thôi, chứ một lát nữa là quý vị phải ra lên ngồi trên nóc nhà để mới chịu. Alright, Minnesota! Tiếp người sao? Mà sao hôm nay lịch sử quá vậy? Halloween lịch sử quá vậy? Nói kiểu tiếng Mỹ đó, stop. Rồi bây giờ cho coi nè, món ăn nè, nói có sách mắt có trứng nhưng không nói dốc đâu. Đó, thấy thằng tôi không? Thằng tôi đang chơi với con ma. Đây là ốc người nè, ốc người. Ghê quá. Con mắt nè. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái lò mà đốt xác đó các bạn. Sau lưng đó là bỏ cái xác vô nhấn một phát, một là nó cháy thành than. Đó, nhưng mà không biết sao qua quậy quá sao tự nhiên trong lò như nó ngồi dậy, sao nó bò vậy, nó mò tay chân ghê không. Cái kiến là tấm kiến đó, là sau lưng tấm kiến đó là cái hòm đưa vô là người ta nhấn nút người ta đốt bằng ga đó. Đó này là ma cô dâu nè. Bà đâu có xuất hiện biết nữa. Hôm qua tôi mới hỏi bà một cái, bà nói là bà chết, bà còn zin cho nên là bà mới quậy dữ vậy đó. Bà đám cưới 3 lần rồi mà chết vẫn còn zin đó các bạn. Nhi biết tại sao không? Đó là sau lưng cái chỗ đó. Ở một mình hả? Ở một mình gì? Xung quanh em đầy người, ở một mình gì?
Cái chỗ đó là chỗ mà người ta đưa xác vô, người ta bấm nút đó, nó cháy đó. Bên Mỹ này thì đám ma là gì, chết đó. Sau chết xong thì nó đem vô trong cái nhà hoàng, nó mổ hết, nó lấy ruột rang ra hết, nó treo lên giống như treo heo vậy đó. Nó rửa sạch, nó tắm xong, nó bỏ vô trong cái hòm, nó trang điểm xong xuôi hết. Rồi sau khi mà xong xuôi rồi thì nó bỏ vô trong một cái rây, nó đẩy đi, nhấn vô trong một cái tủ giống như tủ lạnh mình nướng bánh, giống như con kiên bùi á, nhấn nút một phát thôi là nó cháy thành than. Đó, chỗ sau lưng đó là cái chỗ mà có tấm kiến là sau lưng đó đó. Nay biết sao quậy quá ma nó hiện lên. Coi cho biết với người ta đi, mốt qua đây gặp ma Mỹ thì biết chứ, biết chào hỏi nó.